Chí Tôn Chiến Thần. Chương 776, Nam Quách Tiên Sinh. Hầu Dương hứng thú nhìn thư ký, cười nửa miệng hỏi, tôi không nhìn ra đấy, não của cô trở nên sáng sủa từ khi nào vậy? Tôi có thể làm gì, nói thử xem. Thư ký nhìn xung quanh, sau đó đến gần Hầu Dương và nói nhỏ, quả thật, Giang Sách có chút tài năng và chọn ra 10 khối nguyên thạch quý giá, nhưng ai biết chuyện này chứ? Ngay khi câu này được nói ra, Hầu Dương lập tức biết mình phải làm gì. Khuôn mặt vốn nhăn nhúm cũng giãn ra, đắc ý gật gật đầu, đúng vậy, ý tưởng này không tồi, tôi không nuôi cô vô ích mà, có thể giúp tôi trong thời điểm mấu chốt. Sau khi nói xong, Hầu Dương liền sắp xếp người của mình xử lý sự tình tiếp theo. Đồng thời, anh ta cũng không quên căn dặn cô thư ký, việc này phải làm gọn gàng, ngăn nắp, phải để anh em bên dưới kín tiếng, một chút gió nhẹ cũng không lọt. Nếu không, tôi và cô cũng đừng hòng tiếp tục sống ở Mạc Bắc này nữa thư ký nghiêm túc nói, yên tâm đi, giám đốc Dương, chuyện này tôi hiểu mà. Thời gian trôi qua. Audio điện tử võ tấn bền. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa ngày, hơn một giờ chiều, Chủ tịch Tô Tín Lượng đã trở lại công ty, vừa quay lại đã nóng lòng gọi Hầu Dương đến văn phòng. Tiểu Hầu, buổi sáng cậu giúp tôi tiếp đón giang sách đàng hoàng không đấy? Tất nhiên rồi, tôi đã làm theo căn dặn của Chủ tịch, rất lịch sự với giang sách. Ừ, sau khi dừng một chút, Tô Tín Lượng lại hỏi, vậy, giang sách có chọn 10 khối nguyên thạch không? Đã chọn, kết quả thế nào? Hầu Dương không vội trả lời, trong lòng có chút không vui, sắc mặt trắng xanh, như có điều khó nói. Anh ta dối dám hồi lâu mà không nói ra lý do. Tô Tín Lượng sửng sốt và hỏi, Tiểu Hầu, cậu bị sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi. Hầu Dương rất khó xử nói, Chủ tịch, không phải là tôi không muốn nói, quả thật là chuyện này. Hai, tôi không biết phải nói thế nào, ông nên đến kho hàng với tôi để xem đi. Tô tín lượng cao mày, tình ý cảm thấy có điều gì đó chắc chắn đang xảy ra ở đây. Vì vậy, ông ta theo Hầu Dương đến nhà kho. Hầu Dương nói với thợ cắt, đem lô hàng sáng nay giang sách chọn ra đưa cho chủ tịch xem. Ngay lập tức, thợ cắt đặt một rổ nguyên thạch đã cắt trước mặt mọi người. Đây là khối nguyên thạch mà buổi sáng giang sách đã chọn, tất cả đều đã được cắt. Tô Tín lượng gật đầu, tiến lên vài bước rồi ngồi xổm xuống. Ông ta với tay lấy ra một nửa khối nguyên thạch đã cắt từ trong giỏ, nhìn kỹ lại, cả người ông ta đều ngây ngẩn như phát ngốc. Nửa khối nguyên thạch này không có ngọc bích gì cả, chẳng khác gì đá hầm cầu, thuộc loại rác trong rác. Không nói đến một người lâu năm làm việc trong ngành trang sức, thậm chí là một người mới bắt đầu, sẽ không bao giờ chọn một khối nguyên thạch không đáng tin cậy như vậy. Tô Tín Lượng hơi lo lắng và nhặt một khối khác lên tương tự như trước, cũng là phế phẩm, nhìn không ra thứ gì tốt cả. kết khối này đến khối khác, tất cả đều là đồ phế liệu, thậm chí còn không có một khối nào có thể dùng được, có thể nói, lô hàng này đều đã mất sạch. Đầu của tô tín lượng có chút choáng váng. Không phải ông ta không chấp nhận nổi, nhưng ông ta cảm thấy liên tiếp 10 khối nguyên thạch đều là rác rưởi, người ngu ngốc mới có thể chọn ra đống phế liệu này. Những thứ này thực sự được giang sách chọn sao? Tô tín lượng hỏi. Thở cắt liếc nhìn Hầu Dương, nhận được cái gật đầu của Hầu Dương, ông ta cúi đầu nói, đúng vậy, tất cả đều do Giang sách chọn. Mẹ nó, tô tín lượng tung một cú đá vào rổ đựng nguyên thạch. Ông ta bỏ ra gần một triệu tiền lương mỗi tháng để nuôi Giang sách, cuối cùng được báo đáp như thế này sao? Giang sách, rốt cuộc cậu ta đang làm gì vậy? Cố ý lừa tôi sao? Lúc này Hầu Dương bước tới và nói, khụ, chủ tịch, tôi không nghĩ Giang sách đang dở trò với ngài đâu, bởi vì tôi đã xem xét rất kỹ khi anh ta chọn những khối nguyên thạch anh ta thực sự chọn chúng rất nghiêm túc nghiêm túc sao vậy tại sao không thể chọn ra một khối nguyên thạch tốt chứ chủ tịch tôi nghĩ anh ta có thể thực sự không biết gì cả là một nam quách tiên sinh thôi nam quách tiên sinh sao nam quách tiên sinh là một nhân vật thời cổ đại chuyên khoác lác bản thân giỏi giang nhưng thật sự không biết gì cả tô tín lượng nheo mắt không tin lắm trường hợp kinh điển cắt 100 khối nguyên thạch đã được châu báu hằng tinh phát sóng trực tiếp, tất cả những thương nhân châu báu đều biết cả. Hầu Dương nói, tôi đã điều tra, giang sách này đã nhập ngũ mấy năm trước, hai tháng gần đây mới bắt đầu tiếp xúc với ngành trang sức châu báu, một người mới vào ngành khoảng 2 tháng làm sao có thể có tầm nhìn của một chuyên gia chứ? Có lý, Tô Tín lượng bối rối nói, nhưng chương trình phát sóng trực tiếp đó. Hầu Dương vui vẻ nói, chương trình phát sóng trực tiếp thôi mà, làm giả quá dễ dàng. Hơn nữa, người phát sóng là Châu Báu Hằng Tinh, Giang Sách là giám đốc thu mua của Châu Báu Hằng Tinh, thật sự là có ẩn tình trong đó rồi. Tô Tín Lượng đột nhiên tỉnh ngộ, cậu nói Giang Sách là nam quách tiên sinh không biết gì về trang sức, tất cả đều là do Châu Báu Hằng Tinh thổi phồng ư? Vâng, chính là như thế. Nhưng tại sao Châu Báu Hằng Tinh lại làm điều này? Hầu Dương giải thích, mặc dù họ là thương hiệu lớn trên thế giới, nhưng dù sao thì họ cũng là lính mới ở khu giang nam họ phải gây ồn ào để thu hút sự chú ý buổi phát sóng trực tiếp đó có lẽ là buổi trình diễn họ đã làm để thâm nhập thị trường giang nam đúng đúng có lý tô tín lượng càng nghĩ càng thấy hợp lý nếu không tại sao châu báu hằng tinh lại phải phát sóng trực tiếp làm thế nào mà một người mới như giang sách lại có thể trở thành một người sành trang sức trong một thời gian ngắn được chứ chỉ có thể hiểu là đang diễn trò thôi. Tô tín lượng trợn tròn mắt, gầm lên, tên gian sách này đúng là không biết xấu hổ, không biết gì cả mà dám lấy lương gần một triệu một tháng của mạc bắc chúng ta, ha ha, da mặt còn dày hơn tường thành nữa đấy. Nói rồi ông ta lập tức lấy điện thoại ra. Tôi sẽ sa thải nam quách tiên sinh này. Người như vậy thật sự quá ghê tởm. Thấy Tô Tín Lượng gọi điện thoại, Hầu Dương liếc mắt nhìn thư ký ở phía sau, đồng thời nở một nụ cười hài lòng một chiêu gắp lửa bỏ tay người này thật sự rất hiệu quả cho dù giang sách có trăm cái miệng cũng không có cách nào giải thích rõ ràng có bản lĩnh hơn thì có ích gì chứ đây là châu báu mạc bắc và là lãnh thổ của hầu dương muốn chơi với anh ta sao đâu có dễ bíp bíp cuộc gọi được kết nối trước khi chờ giang sách ở đầu bên kia nói chuyện tô tín lượng đã điên cuồng mắng giang sách tên khoe khoang khoác loác không biết xấu hổ này không có bản lĩnh thì bớt giả vờ đi Tô Tín Lượng tôi xin trịnh trọng thông báo cho cậu biết, cậu đã bị tôi sa thải. Từ hôm nay trở đi, đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt một xu từ châu báu mạc bắc. Tạm biệt, chương 777, chỉ có ông ta tỉnh táo ư. Giang sách nghe điện thoại với vẻ mặt ngơ ngác, anh còn chưa kịp hỏi thêm câu nữa thì bên kia đã cúp máy. Từ nay về sau, hợp đồng với châu báu mạc bắc coi như đã kết thúc. Anh đặt điện thoại xuống và cười khổ, đinh mộng nhiên bưng một đĩa hoa quả đến ngồi bên cạnh giang sách và hỏi chồng có chuyện gì vậy giang sách nói thật mất một hợp đồng rồi tại sao ôi anh cũng muốn biết tại sao quả thực giang sách không biết có chuyện gì xảy ra mặc dù buổi sáng có chút không vui nhưng anh vẫn hoàn thành công việc rất tốt theo lý mà nói thì sẽ không có vấn đề gì đặc biệt là câu nam quách tiên sinh của tô tín lượng lại càng không thể giải thích được Ninh Mộng Nghiên đoán, có thể là Nguyên Thạch anh chọn có vấn đề. Sẽ không đâu. Giang Sách rất chắc chắn về điều này, anh thông qua khí sẽ kết hợp ăn ý với Nguyên Thạch, tuyệt đối sẽ không sai. Anh không thể mắc sai lầm, vậy người khác có thể mắc sai lầm không? Nghĩ đến điều này, Giang Sách đại khái có thể nghĩ ra một số khả năng. Nhưng không còn quan trọng nữa, dù sao anh cũng đã ký nhiều hợp đồng, thiếu một cái cũng không quan trọng, anh cũng không chịu thiệt gì. Ngoài ra, tốt hơn là nên ngừng hợp tác với một công ty lòng giả hẹp hòi như vậy. Đinh Mộng Nghiên mỉa mai, công việc của người ta giành giật mới có được, anh thì hay rồi, mới nửa ngày đã làm tổn thất một hợp đồng 100 vạn. Giang Sách nhún vai và không trả lời. Ngay khi anh đang muốn ăn một miếng trái cây thì chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là một công ty châu báu khác, Giang Sách cũng được yêu cầu chọn những khối nguyên thạch. Không còn cách nào, anh đã ký nhiều hợp đồng như vậy. Không thể nằm ở nhà lấy tiền không công được, vẫn phải ra ngoài làm việc thôi. Anh đi ra ngoài trước đây, Giang Sách nói. "Ừ, lần này cẩn thận đấy, đừng để mất hợp đồng nữa." Ninh Mộng Nghiên nhắc nhở. "Được, anh sẽ chú ý." Lần này, công việc của Giang Sách diễn ra rất suôn sẻ, đích thân chủ tịch đã tiếp anh, anh đi cùng toàn thể công ty chọn những khối nguyên thạch. Một mặt Tất cả mọi người muốn mở rộng tầm mắt và xem Giang Sách đã lựa chọn những khối nguyên thạch tốt nhất một cách khéo léo như thế nào. Mặt khác, cũng là để giám sát Giang Sách, không cho anh gian lận. Cuối cùng, Giang Sách đã hoàn thành việc lựa chọn dưới sự giám sát của toàn thể lãnh đạo và nhân viên của công ty và tiến hành cắt đá tại chỗ, quả thật đều là nguyên thạch cực phẩm. Mọi người trong công ty vui mừng khôn xiết, họ đều khen ngợi Giang Sách sở hữu thiên nhãn. Không chỉ vậy, họ còn đăng Weibo, WeChat để bày tỏ cảm xúc về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Chứng kiến thành công của giang sách, các công ty khác cũng không nhàn rỗi. Để không tiêu tiền một cách vô ích, các công ty có hợp đồng với giang sách đã bắt đầu tìm việc cho giang sách. Chỉ trong 3 ngày, giang sách đã nhận được hàng chục đơn hàng. Hết nhà này đến nhà khác, anh đã phải chạy đến mức muốn nứt cả chân luôn rồi. Trong một thời gian ngắn, Giang Sách đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong toàn bộ ngành công nghiệp trang sức và sự lựa chọn của anh lần nào cũng hoàn hảo. Vì sự tồn tại của Giang Sách, hầu hết mọi công ty hợp tác đều có lãi. Ngoại trừ Châu Báu Mạc Bắc. Đột nhiên, mỗi công ty đều mở ra một khoảng cách với Châu Báu Mạc Bắc và những công ty nhỏ không bằng Châu Báu Mạc Bắc cũng từng chút một bắt kịp. Tô Tín Lược, Chủ tịch Châu Báu Mạc Bắc, ngồi vào bàn làm việc, đọc từng trang tin tức, xem các báo cáo gần đây về ngành trang sức càng nhìn càng thấy bàng hoàng, càng xem càng thấy khó chịu. Mẹ kiếp, công ty nhỏ này mới thành lập chưa đầy một năm mà giá trị thị trường đã vượt qua chúng ta rồi ư. Cửa hàng này sao lại mở ra được nguyên thạch cực phẩm chứ? Những khối nguyên thạch cực phẩm trở thành hàng hóa đầy đường từ bao giờ thế, ai cũng mở được hết. Tô Tín lượng nhìn vào đó và kinh ngạc phát hiện ra một điều, sở dĩ những công ty này có thể trở nên hùng mạnh chính là có một người đồng thời đứng sau lưng giang sách tất cả những khối nguyên thạch mà Giang Sách lựa chọn đã được chứng minh là những khối nguyên thạch có chất lượng hàng đầu. Đồng thời, giá trị bản thân của Giang Sách cũng tăng lên. Trước đây, 100 vạn là có thể ký hợp đồng với Giang Sách trong một tháng, nhưng bây giờ, không có 500 vạn thì đừng có mở miệng, thậm chí cao nhất là 1.000 vạn. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều công ty trang sức chặn ở cửa nhà Giang Sách để năn nỉ anh ký hợp đồng. Nhưng Giang Sách dường như đã quá mệt mỏi với nên đã ngừng ký hợp đồng mới nhìn thấy điều này trái tim của tô tín lượng như đông cứng lại không thể nào giang sách được hoan nghênh như vậy sao tim ông ta như bị đá chặn lại cảm thấy vô cùng khó chịu những người khác đang đổ xô ký hợp đồng với giang sách đó đều là những hợp đồng đắt giá cao mất ngường còn ông ta thì sao ông ta thì ngược lại chủ động lựa chọn hủy bỏ hợp đồng với giang sách là hợp đồng giá rẻ chất lượng tốt làm sao có thể không thể nào Tô Tín Lượng hơi không hiểu. Theo ý kiến của ông ta, Giang Sách rõ ràng là một tên rốt nát, là một nam quách tiên sinh không có thực lực gì cả, và sẽ dựa vào sự cường điệu để phóng đại giá trị của mình. Tại sao một người như vậy lại được yêu thích chứ? Có phải mọi người đều bị bùa mê thuốc lú, chỉ có mình ông ta tỉnh táo? Tất cả những người từ các công ty khác đều đã bị lừa, chỉ có Tô Tín Lượng là người tỉnh táo ư? Hay đây là chương trình do Giang Sách thực hiện? một buổi biểu diễn được tổ chức bởi hàng chục công ty trang sức trong toàn bộ khi giang nam chỉ để lừa châu báu mạc bắc ha ha ai mà tin được kiểu này ngay cả bản thân tô tín lượng cũng không tin nhưng nếu nó không phải là một chương trình và những người khác không ngu ngốc vậy thì vấn đề chính là tô tín lượng ngu ngốc bây giờ tô tín lượng hơi luống cuống ông ta bắt đầu nhận ra mình có thể đã mắc một sai lầm rất lớn và có thể đã bỏ lỡ cơ hội đạt đến đỉnh cao không những không tiến lên được mà còn không theo kịp đại quân. Chẳng lẽ Giang Sách thực sự có bản lĩnh sao? Mình đã hiểu lầm cậu ta sao? Nhưng ngày đó rõ ràng cậu ta chọn cả 10 nguyên thạch hạ phẩm mà. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Tô Tín Lượng không thể ngồi yên được nữa, ông ta đứng dậy rời khỏi văn phòng, đi đến nhà kho và gọi thợ cắt qua. Ông ta chỉ vào mũi thợ cắt và hỏi, ông cũng là nhân viên cũ ở đây, ông hiểu tính khí của ta, nếu ông dám nói dối tôi, tôi lập tức sa thải ông, khiến ông không thể lăn lộn trong ngành này nữa. Thở cắt tái mặt vì sợ hãi, chủ tịch, đừng làm tôi sợ, ngài cứ hỏi, tôi sẽ nói những gì tôi biết, tôi sẽ tuyệt đối không nói dối đâu. Tốt lắm, tôi hỏi ông, lúc trước Giang sách tới chỗ chúng ta chọn nguyên thạch, ông biết không? Biết, Giang sách chọn 10 khối, cắt ngay tại chỗ. Đúng, sau khi cắt, tất cả 10 khối nguyên thạch đều là rác rưởi phải không? Nghe vậy, sắc mặt thở cắt thay đổi, khó khăn nói, đúng vậy, đều là rác rưởi. Tô tín lượng không ngốc, nhìn vẻ mặt do so dự của thợ cắt, ông ta biết chắc chắn có vấn đề. Ông ta hét lên, đừng đánh giấm ở đây. Giang sách là ai hả? Người nổi tiếng về trang sức hot nhất ở khu Giang Nam, mỗi một lần chọn nguyên thạch đều không xảy ra sai sót, mỗi một khối đều là cực phẩm. Một vị thần như vậy, sao có thể chọn ra 10 khối rác rưởi được chứ? Có một hoặc hai khối rác rưởi thì tôi còn tin, có thể là nhất thời lỡ tay, nhưng liên tiếp 10 khối đều là rác rưởi, các người coi Tô Tín Lượng tôi là đồ ngu hay sao? Nếu ông không nói thật, tôi sẽ cho ông biết tay. Thở cắt ngay lập tức kinh hãi. Ông ta là loại người trung thực không biết nói dối và không biết giấu giếm, bị Tô Tín Lượng mắng ông ta như thế này, toàn thân ông ta run lên vì sợ hãi, nói hết tất cả sự thật ra. "Chủ tịch, không phải lỗi của tôi." Lúc đó, Giang Sách đã chọn ra 10 khối nguyên thạch, tôi đã cắt rồi và cả 10 khối đều là cực phẩm. Nhưng Hầu Dương, giám đốc thu mua, ghen tị với khả năng của người khác. Anh ta sợ giang sách chặn đường kiếm tiền của mình, nên muốn đuổi giang sách đi. Vì vậy Hầu Dương phối hợp với thư ký lấy 10 khối nguyên thạch rác rưởi cho tôi cắt, còn nói với tôi rằng đây là khối nguyên thạch mà giang sách chọn, bắt tôi phải kín miệng. Để mua chuộc tôi, Hầu Dương trực tiếp đưa cho tôi một trong 10 khối nguyên thạch mà giang sách đã chọn, và 9 khối còn lại bị Hầu Dương và thư ký nuốt chừng. Chủ tịch, toàn bộ chuyện là như thế. Tôi không muốn làm chuyện này, nhưng tôi không dám không nghe lời giám đốc hầu. Tôi sợ anh ta sẽ quấy rối sau lưng tôi. Tôi thực sự sợ hãi. Nói mãi nói mãi, thở cắt thật thà chất phát suýt chút nữa đã bật khóc. Sau khi tô tín lượng nghe xong, ông ta gần như tắt thở. Hai mắt ông ta như muốn nứt ra, nhịn không được cơn tức giận mà hỏi khối nguyên thạch ông nuốt kia ở đâu. Thở cắt lập tức từ trong ngực ra một cái bọc, sau khi mở ra bên trong là một khối đế vương lục chủ tịch ông xem đây là khối nguyên thạch mà giang sách đã chọn ra giám đốc hầu cho tôi để tôi giữ miệng nhưng tôi không dám bán nó tôi thực sự rất nhát gan không dám làm điều gì trái với lương tâm của mình tô tín lượng nhận lấy gói hàng được rồi chuyện này tôi biết rồi trách nhiệm chính về chuyện này không phải của ông nhưng ông cũng có trách nhiệm nhất định là không báo cáo cho tôi trở về tôi sẽ trừng phạt ông Nói xong, Tô Tín Lượng quay người rời đi. Chưa đầy 5 phút, ông ta đã trực tiếp xông vào phòng làm việc của Hầu Dương, thấy Hầu Dương và thư ký đang ghé vào nhau, không biết họ đang thảo luận điều gì. Nhìn thấy Tô Tín Lượng bước vào, hai người lập tức đứng dậy chào hỏi. Chủ tịch, sao ngài lại ở đây? Có chuyện gì dặn dò sao? Hầu Dương cười nói. Tô Tín Lượng hừ lạnh một tiếng với vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn thấy ông ta như vậy, Hầu Dương cảm thấy có gì đó không đúng, khẽ nhíu mày. Quả nhiên, Tô Tín Lượng chậm rãi đi tới, câu đầu tiên là, "Hầu Dương, được lắm, đi theo tôi 20 năm, cánh cứng rồi nên dám chống lại tôi nhỉ?" Hầu Dương nhếch miệng cười nói, "Chủ tịch, ngài nói đùa gì thế? Cho dù có cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám đối nghịch với ngài đâu." "Không dám ư? Thật sự không dám?" Tô Tín Lượng hét lớn và ném cái bọc chứa đế vương lục lên bàn. "Vậy thì giải thích cho tôi chuyện này là sao? Nhìn thấy đế vương lục trên bàn, lại nhìn bộ dạng tức giận của Tô Tín Lược, một người thông minh và gian xảo như Hầu Dương đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta thu hồi nụ cười và gật đầu, được rồi, xem ra ông đã biết điều đó, vậy thì tôi cũng sẽ không gạt ông nữa, đúng vậy, tôi đã làm chuyện này đấy. chương 778, không ký cũng phải ký. Tô Tín Lượng suýt tắt thở, tên đàn em mà ông ta đã dày công bồi dưỡng hơn 20 năm, giờ lại đâm sau lưng ông ta một nhát, sao ông ta có thể chịu nổi chứ? Mày, sao mày lại làm thế? Tô Tín Lượng tức giận đến mức không nói nên lời. Hầu Dương không hề sợ hãi, cứ thế ngồi xuống, bắt chéo chân rồi nói, Chủ tịch, tôi đã theo ông 20 năm, phát kiệt sức mới có thể mua được vị trí giám đốc mua hàng như hôm nay. Kết quả thì sao? Giang sách đó mới đến đây được vài tháng mà đã được lên làm chức giám đốc thu mua, dựa vào cái gì chứ? Có cậu ta chắn trước mặt, sao tôi còn kiếm tiền được nữa, cho nên, nếu đã có cậu ta thì sẽ không có tôi, nếu có tôi thì không được có cậu ta." Hầu Dương rất tự tin, cho rằng chắc chắn Tô Tín Lượng sẽ không dám sa thải anh ta. Nhưng anh ta đã lầm. Lần này, Tô Tín Lượng sắp nổ tung vì tức giận. Ông ta gầm lên, "Hầu Dương, đồ khốn nạn, mày thật sự nghĩ tao không dám làm gì mày à? Nói cho mày biết." nếu mày không thể ký hợp đồng mới với giang sách và nhận được sự tha thứ của người ta thì ngày mai tao sẽ đuổi cổ mày đi. Không chỉ đuổi mày đi mà còn sẽ khiến mày không thể sống được trong ngành sản xuất này. Mày tự coi mà làm đi. Tô Tín lượng đóng sầm cửa và bỏ đi. Bây giờ, đến lượt Hầu Dương và thư ký chết lặng. Hầu Dương không tin nói, lão già này điên rồi sao? Lại vì một người ngoài mà không cần cấp dưới theo ông ta hơn 20 năm nữa ư? Thư ký nói, giám đốc Dương, lần này chủ tịch có vẻ như nổi điên thật rồi, nếu làm không tốt, ông ta sẽ nói được làm được đấy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cả hai đều im lặng. Nếu bị đuổi việc thì họ sẽ không thể sống nổi trong giới này nữa, họ đã làm việc chăm chỉ hơn 20 năm, mắt thấy sắp lấy được tiền lại bị đuổi, ai mà chịu nổi chứ? Xem ra chỉ có thể nhận lỗi thôi. Hầu Dương đứng dậy, đưa thư ký của mình đến chỗ giam sách để xin lỗi. Trong một biệt thự cổ, Giang Sách nằm nghỉ trên ghế sofa, mấy ngày nay làm việc với cường độ cao liên tục khiến anh không thể chịu nổi nữa. Chờ sau tháng này, anh dự định sẽ hủy bỏ một số hợp đồng và không nhận thêm. Anh đang nằm nghỉ ngơi thì đột nhiên có một chiếc ô tô chạy tới trước cửa, cả hai vội vàng bước xuống, đi vào nhà. Anh Giang, Giang Sách quay lại, thấy đó là Hầu Dương và thư ký của anh ta đã dằn mặt anh ban nãy, một. Đinh Mộng Nghiên vừa nhìn thấy có khách đến, định pha hai tách trà, nhưng đã bị Giang sách kéo lại. Không cần. Anh lạnh lùng nói, hình như hợp đồng giữa tôi và công ty đá quý Mạc Bắc đã chấm dứt rồi đúng không? Lại còn do đích thân chủ tịch của mấy người gọi điện yêu cầu chấm dứt nữa, giờ đây tôi và mấy người không liên quan gì với nhau cả, sao còn đến nhà tôi làm gì? Lúc này Đinh Mộng Nhiên mới hiểu rằng hai người này chính là nhân viên của công ty đã chấm dứt hợp đồng với Giang Sách. Chẳng trách Giang Sách chẳng vui vẻ gì. Hầu Dương lúng túng cười nói, "Anh Giang, anh đừng nóng giận. Chuyện trước đây do đá quý Mạc Bắc chúng tôi sai, giờ chủ tịch đặc biệt yêu cầu hai người chúng tôi xin lỗi anh." Nói rồi anh ta đặt một chiếc hộp tinh xảo lên bàn. Sau khi mở ra, bên trong có một bộ trang sức với tay nghề tinh xảo. Hai chiếc vòng tay, một sợi dây chuyền và một đôi bông tai đều bằng ngọc bích, vừa nhìn là biết rất quý giá, nếu không có mấy trăm vạn thì không thể mua được bộ trang sức này. Hầu Dương cười nói, bộ trang sức này tên là Bách Điều Triều Phượng, rất thích hợp với bà Giang. Đinh Mộng Nghiên nhìn lướt qua, phải công nhận là đồ tốt. Nhưng vẻ mặt của Giang sách vẫn lạnh lùng. Mấy người hãy lấy lại quà về đi. Sắc mặt của Hầu Dương không tốt lắm, đích thân anh ta đã hạ mình đến xin lỗi rồi. Hơn nữa quà cắp cũng không phải ít, sao người này chẳng thấu tình đạt lý gì vậy? Thư ký bên cạnh vội vàng nói, anh Giang, chúng tôi biết anh đã chịu ấm ước. Thật ra 10 viên đá thô mà anh chọn lần trước đều là loại chất lượng cao nhất, nhưng trong quá trình giao chúng đã bị lẫn lộn, vị thợ cả kia đã làm nhầm, cắt chúng hàng phế phẩm nên mới khiến anh hiểu lầm, thật sự xin lỗi. Những lời này đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên người thợ cả kia, phủi sạch toàn bộ trách nhiệm của hai người họ. Tuy nhiên, Giang Sách không phải là một đứa trẻ 3 tuổi, sao có thể bị những lời này lừa chứ? Anh lại nói, một số việc không phải xin lỗi là có thể giải quyết được mấy người không phải trẻ con, phải có trách nhiệm với hành động của mình. Lấy quà lại rồi về đi, giang sách tôi sẽ không bao giờ hợp tác với đá quý mạc bắc mấy người nữa. Đây chính là nói lời đoạn tuyệt với họ. Cuối cùng, Hầu Dương không thể chịu đựng được nữa. Anh ta vỗ bàn quát, mẹ kiếp, ông đây nói chuyện đàng hoàng mà mày không chịu, ngược lại mày còn ra vẻ với ông à. Định đè đầu cưới cổ ông sao? Nói cho cậu biết, hợp đồng hôm nay, cậu phải ký, không ký thì cũng phải ký giang sách cười khẩy ồ nếu tôi không ký thì sao hầu dương nháy mắt với cô thư ký thư ký hiểu ý đi ra đóng cửa lại sau đó hầu dương lấy từ trong túi quần ra một con dao găm quẹt nhẹ lên bàn trên bàn để lại một vết xước dài đủ cho thấy độ sắc bén của con dao đó giang sách thở dài một cái bàn tốt đã bị hỏng hầu dương quơ quơ con dao găm lạnh lùng nói giang sách cậu không hỏi thăm xem hầu dương tôi là ai sao trên giang hồ có ai mà không kính trọng gọi tôi một tiếng anh dương hôm nay ông đây tới đây để xin lỗi cậu là đã cho cậu thể diện lắm rồi cậu còn ra vẻ gì nữa hả bộ cậu nghĩ ông đây dễ bị bắt nạt lắm phỏng hôm nay tôi nói như vậy đấy cậu chỉ cần ngoan ngoãn ký hợp đồng chúng ta vẫn sẽ là bạn bè tôi sẽ không đối xử tệ với cậu sẽ chia cho cậu thật nhiều tiền nhưng nếu thằng nhãi cậu vẫn còn lên mặt thì ông đây sẽ không khách sao đâu vợ cậu trông như hoa như ngọc cậu không muốn trên mặt cô ta có thêm vài vết sẹo đúng chứ? Sẽ rất xấu đúng không? Câu nói này đã hoàn toàn khiến Giang sách tức giận, chạm vào nghịch lân của anh. Trong số tất cả các vụ khiêu khích, điều Giang sách ghét nhất là có người lấy đinh mộng nhiên ra uy hiếp anh. Đáng ghét, thật đáng ghét. Cơ thể Giang sách toát ra một luồng sát khí mạnh mẽ, đinh mộng nhiên chỉ ngồi bên cạnh Giang sách cũng đã khiến cô dùng mình. Đó chính là khí thế của chiến thần Tu La giết địch trên chiến trường ngưng tụ lại. Anh khẽ thở dài, từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm Hầu Dương như mắt chim ưng. Đột nhiên, Hầu Dương cảm thấy rất áp lực. Mặc dù Giang Sách không nói một lời nào, nhưng Hầu Dương đã run lên vì sợ hãi, và con dao găm trên tay suýt nữa đã rơi xuống đất. Anh ta dùng sức nắm thật chặt, mắng, "Mẹ kiếp, mày còn dám trừng mắt với ông à?" Hầu Dương giơ con dao găm lên. "Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là làm người." Anh ta cầm dao lao về phía Giang Sách còn chưa kịp đi mấy bước liền cảm thấy bụng dưới đau nhói, sau đó, anh ta thấy cổ họng ngòn ngọt, ngọt, phun ra một ngụm máu lớn. chương 779, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Một tiếng keng vang lên, con dao găm rơi xuống đất. Hầu Dương lấy hai tay ôm bụng dưới, quỳ xuống, không thốt nên lời vì đau đớn. Ngay khi giang sách chuẩn bị tung cú đấm thứ hai, Đinh Mộng Nhiên nắm lấy tay anh và khẽ lắc đầu. Đây là nhà của họ, không phải lò sát sinh, cố gắng đừng ra tay ở trong nhà, lại càng đừng để trong nhà thấy máu. Giang Sách thở dài. Cút. Một từ đơn giản nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn. Thư ký không còn quan tâm đến Hầu Dương nữa, cô ta sợ đến mức vội vàng mở cửa ba chân bốn cẳng chạy đi như một con thỏ, Giang Sách này không phải người mà là quỷ, tốc độ và sức mạnh đó quá đáng sợ. Với thân hình gầy gò của cô thư ký kia, chỉ cần một cú đấm là cô ta sẽ chết ngay. Hầu Dương chật vật đứng dậy, run rẩy bước ra khỏi cửa, không dám nói lời nào. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải một người đàn ông đáng sợ như vậy, đó không phải là con người, mà là quỷ tu la đến từ địa ngục. Sau khi đuổi hai kẻ đáng ghét này đi, Giang sách thở phào nhẹ nhõm. Vừa cúi đầu nhìn, thấy trên bàn vẫn còn món quà mà họ đưa đến. Anh mỉm cười đẩy chiếc hộp cho Đinh Mộng Nhiên, bà xã, bộ trang sức này rất đẹp, hay là em đeo thử xem, Ninh Mộng Nhiên trợn mắt nhìn anh, em không thèm, vừa nghĩ đến hai kẻ đó là em thấy khó chịu rồi, anh mau trả lại cho đá quý mạc bắc đi, em không muốn nhìn thấy nó một giây phút nào nữa. Ok, anh sẽ cho người gửi đi ngay. Bên kia, sau khi Hầu Dương ra khỏi cổng, anh ta mới phát hiện ra cô thư ký chết tiệt kia đã lái xe đi trước rồi. Hầu Dương tức giận dậm chân tại chỗ. Tổ cha mày, đồ hai mặt, có nguy hiểm chỉ biết bỏ chạy một mình có tức giận cũng chẳng ích gì, anh ta chỉ có thể dựa vào hai chân của mình để đi ra ngoài. Khi Hầu Dương đi đến cổng của khu dân cư thì nhận được cuộc gọi từ Tô Tín Lượng. Hầu Dương, tao đã biết chuyện từ thư ký rồi, đồ ăn hại, tao bảo mày đi xin lỗi người ta mà mày lại ra tay đánh người, đánh không lại còn bị người ta giáo huấn, thật là mất mặt. Mày không cần về công ty nữa, giờ tao sẽ đổi mày luôn. Đồ rác rưởi, về mà dọn phân đi. Nói xong, Tô Tín lưỡng cúp điện thoại, không ngờ tay đàn em đã được mình bồi dưỡng hơn 20 năm lại chẳng có tí đầu óc nào. Hầu Dương tức giận đến nỗi sắp nổ tung phổi. Anh ta vừa đi vừa mắng, đồ chết tiệt vô liêm sỉ, bố mày đã vất vả làm việc cho mày, lập công cho mày, thế mà mày lại đối xử với tao như thế à? Tô Tín lượng, mày chờ đó, sớm muộn gì cũng có ngày tao giết chết mày. Còn giang sách, bố mày sẽ khiến mày chết không yên lành anh ta vừa xoa xoa cái bụng đau đớn vừa đi dọc theo con đường đi được một đoạn một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh anh ta mở cửa sổ một người đàn ông mặc vest và đeo kính dâm hỏi có phải là hầu dương của công ty đá quý mạc bắc không hầu dương hừ giọng tôi là hầu dương nhưng tôi không còn là người của đá quý mạc bắc nữa rồi đúng vậy đúng vậy tổng giám đốc chúng tôi muốn gặp anh mời lên xe ạ à. tổng giám đốc của mấy người là ai Châu Báu Thiệu Anh, RIP Hầu Dương Sừng Sốt, Châu Báu Thiệu Anh hiện là công ty đứng đầu ngành trang sức ở quận Giang Nam, có thực lực mạnh nhất. Ngay cả một nhà kinh doanh đá quý đẳng cấp thế giới như Châu Báu Hằng Tinh cũng không thể chế ngự Châu Báu Thiệu Anh trong một thời gian ngắn. Hai ông trùm hàng đầu đã chiến đấu đến chết để giành lấy thị trường ở quận Giang Nam. Tại sao ông chủ của Châu Báu Thiệu Anh của quận Giang Nam lại đột nhiên tìm mình vào thời điểm như chứ? Sau đó anh ta nghĩ lại. Giang Sách là người của châu báu Hằng Tinh, mà Thiệu Anh và Hằng Tinh là đối thủ một mất một còn, cũng là kẻ thù một mất một còn với Giang Sách, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Rip chính là bạn của Hầu Dương. Nghĩ đến đây Hầu Dương gật đầu, vươn tay mở cửa xe, ngồi vào. Nửa tiếng sau, Hầu Dương được đưa đến tòa nhà văn phòng của châu báu Thiệu Anh, do người đàn ông đeo kính dâm dẫn đường, đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Không đón tiếp ở phòng tiếp tân, mà lại đưa thẳng đến phòng Tổng Giám Đốc, điều này đủ để thể hiện sự tôn trọng của rip đối với hầu dương khiến hầu dương rất bất ngờ vừa bước vào cửa hầu dương đã nhìn thấy một người đàn ông gầy gò nhã nhận đeo kính đang ngồi ở bàn làm việc anh chính là tổng giám đốc rip ạ à? hầu dương ngập ngừng hỏi ha ha là tôi rip đặt cây bút mực trên tay xuống bước tới bắt tay hầu dương rồi mời anh ta ngồi xuống mọi hành động đều rất lịch sự khiến hầu dương cảm thấy sợ hãi không biết anh tìm tôi có chuyện gì không? hầu dương hỏi. grip đẩy kính lên và nhìn thẳng hầu dương hơn 10 giây. hầu dương rất bối rối. ngay lập tức grip nói, hầu dương, tôi đã biết chuyện của anh rồi. hả? tôi biết bởi vì giang sách mà anh đã mất việc, còn bị dạy dỗ một trận nữa. vừa nhắc tới chuyện này, hầu dương đã thấy tức giận rồi. grip lắc đầu cười gượng nói, trước kia giang sách đã tham gia quân ngũ, đã giết rất nhiều người anh ra tay với anh ta, nói thật, chẳng có lý trí gì cả. Hầu Dương thở dài, tôi cũng là tức quá nên nhất thời hồ đồ. Rip an ủi, giang sách đó quả thật là đáng ghét, ý có một ít bản lĩnh đã khoe khoang khoác lác khắp nơi, ngăn cản đường phát tài của người khác còn chưa nói, lại kiêu căng ngạo mạn, tưởng một tay có thể che cả bầu trời của ngành trang sức chắc. Hầu Dương càng nghe càng thấy không đúng. Anh ta không ngu ngốc, vừa nghe mấy lời này đã cảm thấy Rip có điều gì đó muốn nói. Vì thế anh ta ngập ngừng hỏi, "Tổng giám đốc, anh đừng thừa nước đục thả câu chứ, anh lúc thì mắng Giang Sách là đồ khốn nạn, lúc lại an ủi tôi, có phải anh cũng đã từng bị Giang Sách hại, muốn cùng với tôi đối phó với anh ta chăng?" Grief sững sờ trong hai giây, rồi bật cười. "Thông minh. Ôi, nói chuyện với người thông minh thật sảng khoái, một xíu đã hiểu chuyện rồi." "Anh Hầu, lần này tôi tìm anh là muốn bàn bạc chuyện hợp tác để đối phó với Giang Sách." Anh cũng biết Giang Sách đang là giám đốc thu mua của Châu Báu Hằng Tinh, chèn ép Châu Báu Thiệu Anh khắp nơi, chúng tôi cứ nhường một bước rồi lại nhường, thật sự không còn đường lui nữa. Giang Sách đó khinh người quá đáng, chúng ta phải liên hợp để chống lại anh ta, như vậy mới có cơ hội sống sót. Hầu Dương gật đầu nói, vấn đề duy nhất là Giang Sách quá mạnh. Bây giờ anh ta có tiền có thế, sức chiến đấu vẫn rất mạnh, hơn mấy chục công ty trang sức nhỏ hợp tác với anh ta, chúng ta không thể đụng vào anh ta được rip nói đối đầu trực diện thì không được đương nhiên phải động não rồi động não đúng vậy nói rồi rip bước đến bàn làm việc mở ngăn kéo và lấy ra một viên đá thô anh hầu mời xem thử hầu dương cầm viên đá thô lên xem là một viên đá thô rất bình thường không có gì đặc biệt tổng giám đốc anh cho tôi xem cái gì vậy rip cười bí hiểm nhìn cho kỹ vào vì vậy hầu dương lại quan sát cẩn thận lúc này mới ngạc nhiên khi phát hiện ra có một vết nứt nhỏ khó có thể nhìn thấy được trên mặt của viên đá thô này, được khâu lại với nhau bằng một kỹ thuật đặc biệt. Đây là một điều cấm kỵ trong ngành. Đá thô đã được cắt ra và khâu lại, giả vờ như không bị cắt, một khi bị người mua phát hiện ra, sẽ bị bồi thường đến mức phá sản. Hầu Dương sửng sốt, Tổng Giám đốc, ý của anh là Rip nói, anh mở ra sẽ biết ngay thôi. Hầu Dương nghe theo. Anh ta lần theo vết nứt bẻ mạnh viên đá ra, chỉ thấy bên trong trống rỗng và đầy bọt. Đổ bọt ra ngoài, bên trong là một miếng ngọc bích quý giá. "Đây?" Hầu Dương ngẩn người, bỏ ngọc thật vào đá thô giả, chơi trò gì vậy? Lúc này Rip mới nói sự thật. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. 1. Tổng tài ác ma và cô dâu đến từ địa ngục. 2. Dã Hỏa giai nhân. 3. Ngài Vương, kết hôn nhé. 4. Ông xã là lão đại lạnh lùng. Bằng 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 bằng. Anh Hầu, để tôi nói thật cho ông biết. Sau khi nhân viên nội bộ của Hàng Tinh tiết lộ tin tức, hai ngày nữa họ sẽ mua một lô đá thô để gửi đến Tổng bộ ở Milan, mà nguồn hàng cung cấp ngay tại quận Giang Nam chúng ta. Vì vậy tôi chuẩn bị giờ trò bỏ mấy cục đá thô này lẫn vào trong lô đá họ mua. Hầu Dương khó hiểu, Tổng Giám Đốc, anh bị điên à? Đây đều là ngọc bích thật, còn đáng giá hơn đống đá thô đó, anh trộn lẫn những thứ này vào, chẳng phải bị lỗ à? Rip mỉm cười, anh ta lạnh lùng nhìn Hầu Dương và không nói gì. Một lúc sau, Hầu Dương đột nhiên phản ứng lại, đúng rồi, muốn vận chuyển đá thô ra nước ngoài thì phải thông qua hải quan, sau đó kiểm tra sẽ lộ ra ngay chắc chắn hàng tinh sẽ bị buộc tội trốn thuế và buôn lậu. Giá trị của việc buôn lậu một lượng hàng lớn như vậy không hề nhỏ, chắc chắn mức phạt sẽ rất nặng. Có lẽ là hơn 10 năm. Rip gật đầu, thông minh, hàng của chúng ta càng có giá trị thì bản án của giang sách sẽ càng nặng. Hầu Dương hỏi, làm thế nào để lô hàng này có thể trà trộn vào lô hàng mà giang sách mua? Rip mỉm cười, đây là lý do tại sao tôi muốn nhờ anh giúp đỡ, nếu anh hành động thì đối phương sẽ không nghi ngờ, Tôi sẽ trình bày chi tiết kế hoạch hành động cụ thể với anh sau. Nhân tiện, khi Giang Sách vận chuyển lô hàng này vào và ra khỏi hải quan, tôi cũng sẽ phối hợp với người của Hằng Tinh mang một khoản mục buôn lậu vào văn phòng của anh ta. Đến lúc đó dù anh ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Hầu Dương nghe vậy thì bật cười, vui đến mức sắp nhảy cẫng lên. Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Lần này, tôi muốn xem Giang Sách làm thế nào để trốn thoát đây hàng hóa có giá trị hơn một ngàn vạn, buôn lậu trốn thuế thì anh ta phải ngồi tù là cái chắc, ha 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 ha. Rip mỉm cười và rót hai ly rượu vang, đưa một ly cho Hầu Dương. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Cụng ly, hai người chạm gốc và uống cạn trong một hơi, một trận gió tanh mưa máu đang lặng lẽ ra đời. Mà lúc này, Giang Sách vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Anh đang ngồi trên ghế sofa ở nhà, ôm vợ và xem TV. Anh không ngờ hai kẻ thù hận anh đến tận xương tủy đang âm thầm bắt tay để dồn anh vào chỗ chết. Bỗng mí mắt Đinh Mộng Nghiên bị giật, cô lo lắng nhìn Giang Sách. "Ông xã." "Ừm, um, em vừa mới bị nháy mắt, có một loại dự cảm xấu, cảm giác như sắp tới anh sẽ xảy ra chuyện không may, anh nhất định phải cẩn thận đó." Giang Sách mỉm cười và ôm chặt Đinh Mộng Nghiên. "Yên tâm đi, binh đến tướng chặn. Anh sẽ không bao giờ thua." Chương 780, nếu xảy ra chuyện chắc chắn có chuyện. Mặt trời nhô cao, bầu trời trong xanh. Giang sách đến châu báu hằng tinh, bước vào văn phòng của giám đốc chi nhánh viên nhai vĩ. Giang sách vừa bước vào, viên nhai vĩ đã tỏ vẻ khó chịu. Ông ta vẫn không thể quên lần trước thua cược với giang sách và đã đứng lộn đầu ăn mì gói. Mối thù này, ông ta sẽ nhớ suốt đời, cho đến khi nào tiêu diệt được giang sách mới thôi. Tôi đã thúc giục cậu lâu rồi, sao giờ mới đến? Viên Nhai vĩ tức giận nói, Giang Sách lạnh lùng nhìn ông ta, không trả lời. Đối với kiểu cố tình chọc tức này, bất kỳ lời giải thích nào cũng là thừa và nó sẽ chỉ khiến đối phương nghĩ rằng bạn đang ngụy biện. Viên Nhai vĩ thấy Giang Sách không hề có ý định giải thích, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, lạnh lùng nói, "Hôm nay tôi gọi cậu đến đây để giao nhiệm vụ." Nói rồi ông ta chuyển một khoản mục cho Giang Sách. "Tổng bộ Milan yêu cầu chúng ta phải mua một lô đá thô ở quận Giang Nam gửi qua đó." giá cả đã thương lượng rồi, cậu cứ đến đó nhận đơn hàng đi. Sau đó chỉ cần gửi lô hàng ra khỏi hải quan là được. Rất đơn giản phải không? Quả thực, rất đơn giản, chỉ là một công việc lặt vặt, mọi thứ đã được làm từ trước. Việc Giang Sách phải làm là thanh toán hóa đơn, lấy hàng rồi gửi hàng cho hải quan, sau khi xuất hàng mới trở về báo cáo. Không có khó khăn gì cả. Bất cứ ai cũng có thể hoàn thành. Câu hỏi đặt ra là tại sao Giang Sách giám đốc mua hàng lại phải làm một công việc đơn giản và dễ dàng như vậy. Đây chẳng phải là không biết trọng dụng nhân tài ư. Chẳng lẽ viên nhai vĩ thấy giang sách cả ngày không làm gì nên cố tình kiếm chuyện để anh làm chăng? Giang sách cầm hóa đơn, xoay người rời khỏi văn phòng mà không nói một lời. Nhìn bóng lưng giang sách rời đi, viên nhai vĩ trầm giọng nói, khoe khoang lắm vào, để cậu đắc ý trong chốc lát, chờ cậu vận chuyển hàng hóa đưa đến hải quan xong sẽ khiến cậu biết thế nào là kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu. Vừa cúi đầu, ông ta lấy ra một cái gói từ trong ngăn kéo, giấu vào trong túi với nụ cười xấu xa rồi lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng, nhân lúc không có ai ở đó đã đặt cái gói vào giá sách trong phòng làm việc của Giang Sách. Giang Sách à Giang Sách, với các khoản ghi chép buôn lậu này, tôi xem cậu còn ngụy biện bằng cách nào đây? Càng nghĩ càng thấy vui. Viên nhai vĩ lẻn ra khỏi văn phòng của Giang Sách và sau đó gửi cho Rip một tin nhắn văn bản chỉ có vỏn vẹn hai từ, hoàn thành. Viên nhai vĩ là một quân cờ mấu chốt trong kế hoạch này. Mặc dù chuyện lần trước đã khiến ông ta chẳng vui vẻ gì với Rip, nhưng để diệt trừ giang sách, ông ta có thể chịu đựng sự khó chịu này. Tất cả mọi chuyện chỉ để diệt trừ giang sách. Lúc này giang sách hoàn toàn không biết gì cả, dẫn theo cấp dưới lái ba chiếc xe tải đến nơi thu mua đá thô, thuận lợi gặp được ông chủ Dương Diệu Khải xin chào ông chủ dương tôi là giang sách giám đốc mua hàng của châu báu hằng tinh công ty của chúng tôi đã có một thỏa thuận mua hàng với thị trường ban đầu của ông tôi đến để lấy hàng dương diệu khải gật đầu ha ha tôi đợi các cậu mãi rất sảng khoái dương diệu khải và giang sách thanh toán tiền và giao hàng sau khi nhận được tiền dương diệu khải đưa đá thô cho giang sách đầy cả ba chiếc xe tải nhìn chiếc xe chở đá thô này giang sách không khỏi nhíu mày theo cảm nhận của anh với những viên đá thô thì chất lượng đá của ba chiếc xe tải này rất kém, về cơ bản chúng chỉ là rác trong thùng rác, đưa về tổng bộ Milan sẽ không có tác dụng gì. Nhưng nhìn lại giá cả, giang sách đại khái có thể hiểu tại sao. Đá thô của ba chiếc xe tải này đã được bán với giá tổng cộng là 600 vạn, đối với đá thô mà nói, đây đúng là bán đổ bán tháo, bán đại phá giá. Đá thô được bán với giá thấp như vậy tất nhiên không thể là đá thô tốt được tất cả đều là rác thừa được bán với giá bèo bọt. Cũng không biết bên phía tổng bộ Milan cần nhiều đá phế phẩm như thế làm gì, thật sự không nghĩ ra. Tuy nhiên, đây đều là chuyện của ban giám đốc, giang sách với tư cách là một giám đốc mua hàng, chỉ làm công việc của mình. Anh lên xe, đưa người rời khỏi đây. Mục tiêu, hải quan. Ba chiếc xe tải lớn chở đá thô cứ thế chạy trên đường. Trong khi lái xe, ba chiếc xe tải đã mất liên lạc với nhau, chiếc xe của giang sách ở phía trước chiếc xe ở giữa vẫn còn bám sát theo sau nhưng chiếc xe thứ ba có vẻ lái chậm hơn một chút sau khi lái xe hơn một giờ chiếc xe thứ ba vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu khi đi qua ngã tư lại bị các phương tiện đi qua chặn lại làm mất liên lạc hoàn toàn giữa ba chiếc xe giang sách liếc qua kính chiếu hậu và cau mày cảm giác có điều gì đó không ổn chờ chút tài xế phanh gấp tấp xe vào lề đường giang sách ngồi ở ghế phụ thò đầu ra nhìn lại phía sau chúng ta dừng lại đây một lát chờ xe thứ ba lần này ba xe phải cùng nhau chở đá thô không được để ra sai sót giang sách luôn có một dự cảm chẳng lành viên nhai vĩ không thể vô duyên vô cớ để mình làm một việc đơn giản như vậy lần trước viên nhai vĩ bị giang sách chỉnh thảm như thế không thể không nghĩ cách để hạ nhục và trả thù giang sách mới phải chứ vì vậy nhiệm vụ lần này chắc chắn không đơn giản như tưởng tượng chắc chắn là có vấn đề sau khi đợi bên lề đường được 5 phút, chiếc xe tải thứ ba từ từ chạy tới. Giang sách nói với người lái xe tải thứ ba ba chữ, bám sát theo. Lập tức tiếp tục xuất phát. Sau đó, khoảng cách giữa ba xe được giữ tương đối tốt, không quá xa cũng không quá gần, có thể phối hợp với nhau, xe khác có chuyện gì đều sẽ phát hiện trước nhất. Mọi thứ trông không có gì kỳ lạ. Giang sách dựa vào lưng ghế, định chập mắt một lát, bỗng nhiên anh cảm giác khí trong cơ thể dâng trào rất mạnh mẽ. Điều này không đúng. Anh lập tức mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía trước. Chuyện gì vậy? Trong hoàn cảnh bình thường, khí trong cơ thể Giang Sách rất ổn định, nó chỉ thay đổi khi có tương tác với đá thô. Đá thô có phẩm chất càng cao thì khí hoạt động càng mạnh. Vấn đề là đá thô trên ba chiếc xe này đều là hàng rác, lúc nãy anh đã biết được chuyện này, lúc đó khí trong cơ thể anh không hề thay đổi. Tại sao bây giờ lại đột nhiên hỗn loạn như thế? loại cảm giác này giống như đang ngồi trong đống đá thô thượng hạc, đúng vậy, không phải một hai khối đá, mà là một đống. Giang sách nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Anh chưa bao giờ nghe nói đá thô có thể tự thay đổi chất lượng, tại sao những viên đá thô trước đây rất kém bỗng trở nên rất tốt được chứ? Khi có chuyện xảy ra, ắt có điều mở ám. Thoạt nhìn đá thô biến thành cực phẩm là chuyện tốt, nhưng nếu đào sâu nguyên nhân bên trong, có thể kết quả sẽ một trời một vực. Dừng xe, Giang sách dứt khoát yêu cầu tài xế dừng lại, và cả ba chiếc xe đậu hẳn vào bên đường. Nếu không thể tìm hiểu kỹ sự việc thì không dễ dàng đi tiếp được. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 780